Đầu giờ chiều ngày 7 tháng 9, mưa ở Hà Nội không quá lớn nhưng gió rất mạnh, người đi xe máy gần như không thể di chuyển. Dọc tuyến đường Nguyễn Trãi, Hà Đông, gió ngày càng mạnh lên khiến nhiều người đi xe máy không thể di chuyển được, phải dừng lại tìm chỗ trú. Phương tiện giao thông công cộng là đường sắt trên cao và xe buýt đã dừng hoạt động, hầu như trên đường chỉ còn xe cá nhân. Trước những cơn gió mạnh khiến xe máy khó di chuyển, một số xe lớn đã đi chậm để che gió cho nhóm xe máy trên đường. Trước khi bão số 3 ảnh hưởng trực tiếp tới Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh đã khuyến cáo, kêu gọi người dân thành phố không ra khỏi nhà để tránh rủi ro, thiệt hại về người.